Theo Việt Nam Plus, trong ngày làm việc thứ hai, sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 năm 2013 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Báo cáo tổng kết và báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42/2017. Tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc